Chào bạn, thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái quy trình tu bổ tài liệu. Thì cùng với thời gian và lịch sử, các tài liệu lưu trữ ấy, nếu nó không được bảo quản tốt hoặc là theo đúng chế độ thì nó sẽ dần dần xuống cấp, rách, mủn và khô gãy. Chính vì vậy cái khó khăn trong công tác chúng ta khai thác giá trị cái tài liệu lưu trữ và đặc biệt là tài liệu có giá trị quý hiếm thì chúng ta cần phải bảo quản và tu bổ nó một cách tốt hơn. Thì ở cái bước thứ nhất chúng ta sẽ kiểm tra và lựa chọn tài liệu. Đấy, ở trong bước này chúng ta sẽ thực tế cho thấy thì cái việc tu bổ tài liệu ấy nó rất là tốn kém mà nó mất rất là nhiều thời gian. Đấy. Cho nên vì thế trước khi tu bổ tài liệu ấy cần phải có cái sự lựa chọn những cái tài liệu có giá trị thông tin cao và tình trạng vật lý hư hỏng của nó. Không thể nào chúng ta tu bổ một cách tràn lan được. Đấy. Tu bổ tràn lan thì nó vừa tốn kém mà nó vừa không đạt được cái hiệu quả mong muốn của chúng ta. Tài liệu đã được lựa chọn thì phải được thống kê vào cái phiếu yêu cầu tu bổ tài liệu. Đấy. Trình cho ban quản lý hoặc là cấp giám đốc duyệt. Bước hai là chúng ta giao nhận tài liệu. Việc giao nhận tài liệu phải được tiến hành theo cái phiếu yêu cầu tu bổ tài liệu đã được duyệt. Trên góc phải của tài liệu có dán nhãn thì hoặc là ghi bằng bút chì cái thông tin về địa chỉ tài liệu lên cái mặt sau. Những cái thông tin đó có thể là tên phông. Đấy. Tên phông, mục số mấy. Và hồ sơ số nào. Ở bước 3 chúng ta sẽ kiểm tra xác định cái thực trạng ban đầu của tài liệu và quyết định biện pháp tu bổ. Việc mà chúng ta xác định cái thực trạng ban đầu của tài liệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đấy. Nó là cơ sở quyết định của biện pháp tu bổ tài liệu. Kết quả kiểm tra xác định cái thực trạng tài liệu đó được ghi vào cái mục số 2 của cái phiếu tu bổ tài liệu ấy. Việc xác định thực trạng ban đầu của tài liệu gồm những cái nội dung như thế này. Đó là chúng ta cần phải xác định cái kích thước của tài liệu. Xác định kích thước của tài liệu. Nếu mà cái tập hồ sơ đã đóng chuyển, phải xác định cái số tờ tài liệu trong hồ sơ hoặc là số tờ bìa, tờ lót của cả hai phía đầu và phía cuối hồ sơ, kích thước và vị trí của tài liệu. Đấy. Thì chúng ta cần phải xác định cái kích thước của nó. Chúng ta phải xác định cái kích thước vị trí đóng tài liệu này, loại chỉ dùng để đóng tài liệu này. Đấy, tài liệu rời này. Nếu là tài liệu rời thì chúng ta phải đo lại kích thước của nó. Đấy. Xác định vật mang tin. Vật mang tin là những vật như là giấy gió này. Đấy. Vật mang tin có thể là giấy in Roneo, giấy ngang, giấy can hoặc là giấy Troki, giấy sao ánh sáng, vân vân. Đấy. Cái bước thứ tư là chúng ta sẽ xác định chất liệu ghi tin. Ghi trong một cái tài liệu sau có thể là mực tàu, là mực cửu long, cái mực ruy băng đánh máy, giấy thang, mực bút bi, bút chì, là mực in Roneo, mực laser. À nhầm, cái này nó vẫn ở trong bước 3. Đấy.
Xác định cái phương pháp ghi tên cũng là một cái rất là quan trọng. Khi mà chúng ta ghi những cái ghi cái tài liệu ấy, ghi tin học ấy thì bằng những cái phương pháp sau đây, viết tay này, chúng ta có thể đánh máy này, in Roneo này, in sao ánh sáng này, in laser này, chụp photocopy này, đấy. Xác định phương pháp ghi tên. Ngoài ra chúng ta còn phải xác định cái độ pH của tài liệu nữa. Đặt cái tờ tài liệu lên cái giấy nylon, sau đó chúng ta nhỏ một giọt nước cất vào cái mặt tài liệu, dùng máy độ đo pH để kiểm tra, để đo ở cái điểm đã nhỏ nước. Và sau khi mà đo xong thì chúng ta lấy giấy thấm khô ấy, chỗ nhỏ nhỏ nước đấy. Mình nhắc lại là bạn đặt cái tài liệu nó lên cái giấy nylon, sau đó bạn nhỏ một giọt nước cất lên cái mặt tài liệu, dùng máy đo độ pH ấy, đo ở ở cái điểm đã nhỏ nhỏ nước ấy. Đấy, để đảm bảo cái độ chính xác thì có thể đo độ pH ở 5 điểm, tức là 4 điểm ở ở bốn góc và một điểm ở chính giữa, rồi lấy cái giá trị trung bình của 5 điểm đấy, từ thì từ đó chúng ta sẽ xác định được cái độ pH của tài liệu. Tiếp theo là chúng ta sẽ đo xác định cái độ hòa tan của mực và chất tàu, chất chất chỉ màu, chất màu. Đấy, đặt cái tài liệu lên tấm ni lông, sau đó chúng ta nhỏ một giọt nước cất có pha 10% cồn tuyệt đối lên trên cái vùng có chữ hoặc là có màu. Thì sau 3 đến 5 phút chúng ta sẽ dùng giấy thấm lên cái chỗ vừa nhỏ nước ấy. Đấy, giấy thấm có màu của mực và dấu trên tài liệu chứng tỏ là mực hoặc là chất màu bị hòa tan. Nếu mực và chất màu bị hòa tan thì ghi vào phiếu là mực xanh đỏ giấy phai, để chúng ta xác định được cái biện pháp tu bổ thích hợp. Còn nếu mực và chất màu không bị hòa tan thì chúng ta ghi trong cột này là không. Thì như thế là chúng ta sẽ nhỏ một giọt nước cất có pha 10% cồn tuyệt đối, 10% cồn tuyệt đối lên vùng có chữ hoặc là có màu. Sau 3 5 phút thì chúng ta sẽ dùng giấy thấm lên chỗ nhỏ nước, lúc này có hai trường hợp là hoặc là bị phai màu hoặc là không. Ngoài ra chúng ta còn xác định nấm mốc nữa. Xác định nấm mốc thì đưa tài liệu vào cái phòng tối, đặt lên bàn, dùng đèn kiểm tra nấm mốc ấy, soi vuông góc với tài liệu. À, chúng ta là dùng đèn kiểm tra nấm mốc, soi vuông góc với tài liệu. Đấy, nếu mà có những cái chấm sáng như lân tinh thì tài liệu bị nấm mốc, còn nếu mà không có thì ghi là không. Đấy, cuối cùng cái vấn đề cuối cùng là tình trạng hư hỏng của tài liệu. Dùng cái tấm ni lông ấy, chúng ta đặt có kẽ sáng các ô được đánh thứ tự liên tục từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, áp lên cái tài liệu để xác định được cái những ô nào bị giòn, bị rách, bị thủng, rồi ghi kết quả vào cái phiếu tu bổ tài liệu. Đây,
mình xin phép ghi lại để cho các bạn dễ dùng tấm ni lông có kẽ sẵn luôn, áp lên tài liệu để xác định độ giòn. Rách hoặc là mờ rồi ghi kết quả vào. Quyết định cái biện pháp tu bổ ấy, căn cứ vào kết quả kiểm tra và xác định được cái thực trạng ban đầu của tài liệu lưu trữ, thì các biện pháp được ghi vào mục trong 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 cái mục số 3 của cái phiếu tu bổ tài liệu ấy. Cái bước thứ tư tư là chúng ta tháo gỡ ghim kẹp hoặc là chỉ khâu. Nếu mà tài liệu được ghim khâu với nhau thì chúng ta phải dùng lưỡi dao mỏng để tháo ghim hoặc là kéo để cắt chỉ khâu. Bước 5 thì chúng ta sẽ bóc tài liệu dính bết. Đối với cái biện pháp bóc tài liệu dính bết này thì thực ra nó rất là đơn giản. Tài liệu bảo quản ở những cái nơi mà có điều kiện kém ấy, thì nó rất dễ làm cho tài liệu bị dính bết toàn bộ là một phần. Nếu mà tài liệu bị dính bết nhẹ thì dùng bay sừng hoặc là thanh cật tre ấy, chúng ta lùa vào ở giữa tờ tài liệu ấy để tách tài liệu ra. Nếu mà tài liệu mà bị dính bết nặng thì phải làm ẩm rồi tách tài liệu. Đây. Nếu dính bết nhẹ thì dùng cọc tre này lùa vào giữa hai tài liệu. Đấy, nếu mà dính bết nặng, nếu nặng thì như nào, nếu nặng thì phải làm ấm rồi mới tách tài liệu ra, phải làm ấm. Có thể là làm ấm bằng phương pháp là làm cho nước bốc hơi từ từ, làm cho tài liệu nó ấm dần để tài liệu có cái ở cái môi trường mà có nhiệt độ cao. Nhắc lại là chúng ta có thể làm ấm bằng cái phương pháp là làm cho nước nó bốc hơi từ từ. Đấy. Làm tài liệu ấm dần. Hoặc là tài liệu ở cái môi trường có hoặc là chúng ta để tài liệu ở cái môi trường có nhiệt độ cao. Nếu tài liệu mà càng dính lại với nhau bằng hồ dán thì chúng ta phải dùng cồn 96 độ ấy, bôi lên ở chỗ dính hồ, chờ vài phút thì mới tách tài liệu ra, hoặc là tẩy bằng và tẩy sạch bằng cái hồ dán. Thế là nếu tài liệu càng dính bằng hồ dán thì phải dùng cồn 96 độ, 96% bôi lên. Chờ vài phút. Tiếp theo là chúng ta sẽ tách tài liệu ra và tẩy sạch bằng hồ dán. Đấy. Nếu mà có những cái mảnh tài liệu mà bị rời ra ấy, thì phải làm cho mảnh đó vào bao bì. Trên bao bì phải ghi rõ là địa chỉ và vị trí cái trang tài liệu đấy.
Bước thứ 6 là chúng ta làm phẳng tài liệu. Chúng ta dùng máy ép hoặc là tấm kính hoặc là vật nặng ấy để ép tài tài ép phẳng tài liệu trong trường hợp mà thật cần thiết mới là và làm và phải phải là bằng là chuyên dụng. Là chúng ta phải dùng bằng là chuyên dụng để chúng ta làm phẳng tài liệu đó. Khi đặt giấy lót, khi mà chúng ta là thì chúng ta phải đặt giấy lót và là lên trên mặt trái tài liệu. Ở bước cuối cùng thì chúng ta sẽ tẩy các vết ố bẩn trên tài liệu. Tùy thuộc vào vết ố bẩn trên tài liệu mà chúng ta có thể dùng các cách như sau. Thì chúng ta có thể là tẩy bằng xăng. Nếu tài liệu mà trong trường hợp là nếu tài liệu bị nhiễm dầu mỡ hoặc là tẩy bằng cồn. Cồn 96%, 996 độ. Nếu tài liệu bị chúng ta dùng cồn này nếu tài liệu bị dây mực bút bi hồ dán. Tẩy bằng thuốc tím với acid citric. Trong trường hợp là tài liệu bị nhiễm rỉ, nhiễm có gì rỉ. Ngoài ra thì chúng ta tẩy bằng phương pháp là dùng bột cao su. Chúng ta có thể là mài cục tẩy bằng bằng bột, đúng không? Nhầm, mài cục cái cục tẩy đó thành bột và cho bột cao su lên cái vết bẩn. Dùng tay xoa nhẹ nhẹ lên cái vết bẩn là dần dần nó ra thôi. Bước thứ 8 là khử nấm mốc. Khi kiểm tra phát hiện tài liệu bị nấm mốc thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta phải ngay lập tức tiến hành khử nấm mốc. Việc khử nấm mốc cho tài liệu được căn cứ vào trong cái bước thứ hai. Đấy. Thường thì việc khử nấm mốc cho tài liệu áp dụng cho cả phong hoặc là cho cả kho ngay sau khi phát hiện nấm mốc. Việc khử nấm mốc được tiến hành chủ yếu bằng những cái hóa chất như sau. CaO. Chất này thì có thể dùng để khử trùng cho toàn bộ tài liệu bằng cách đun sôi và cho hơi hóa chất. Ngấm vào tài liệu. Cái loại hóa chất thứ hai đó là chất thimol C10 H14O. Đây là hóa chất tồn tại ở dạng tinh thể bay hơi ở nhiệt độ là 49 độ C. Vì vậy có thể diệt được nấm mốc trên tài liệu với nồng độ là từ sử dụng 100 cho đến 150 gram trên mét khối. Đấy. Bằng cách cho hóa chất thăng hơi
thăng hoa chứ, thăng hoa mới đúng. Dưới bóng điện 40 đến 60W, 40 đến 60W để trong kho. Sau 12 giờ thì tắt đèn. Sau 12 giờ tắt đèn. Đấy. Và sau một ngày thì chúng ta sẽ mở kho ra để cho nó thoát khí, và 3 ngày thì chúng ta sẽ lấy tài liệu ra. Ở cái bước thứ 9. Ở bước này thì chúng ta tiến hành khử axit. Khử axit thì tài liệu mà có cái độ pH dưới 6 chấm, dưới 6 đó, dưới mức 6 thì chúng ta phải tiến hành khử axit. Nếu mà tài liệu bị phai màu hoặc là phai mực thì chúng ta phải áp dụng phương pháp khử khô. Nếu mà tài liệu không bị phai màu hoặc là không bị phai mực thì chúng ta áp dụng phương pháp khử ướt. Đấy, bản chất của các phương pháp khử khô là chúng ta dùng dung dịch phun vào bề mặt tài liệu để làm trung hòa axit. Hóa chất để khử là magie CO3 hoặc là CaHCO3. Đấy, liều lượng là 4 đến 5 gram trên 1 ml, trên 1 lít nước tinh khiết. Vì các chất này có hàm lượng axit lớn nên chúng ta phải sục khí CO2 với áp suất là từ 1 cho đến 2 atmosphere. Đấy. Để trong khoảng 20 phút đậy kín và để ở nhiệt độ là 25 độ C trong vòng 24 giờ. Đấy. Để được cái chất gọi là magie HCO3, chất này sẽ được hòa tan với cái tủa. Và nước ở bên trên thì chúng ta sẽ dùng nó để khử axit. Chất này được hòa tan thì cái tủa, và nước ở bên trên thì dùng để khử axit. Ngoài ra, cái bước cuối cùng là chúng ta vệ sinh tài liệu. Vệ sinh tài liệu là chúng ta dùng cái bảng chải mềm, chúng ta quét hoặc là vải mềm, thêm dung dịch nước cất, pha 20% chất gọi là HCHO. Đấy. Chắc này. Và chúng ta sẽ lau sạch lên cả hai bề mặt của tài liệu. Đấy. Như thế thì chúng ta vừa học và vừa xem được cái quá trình tu bổ và chỉnh sửa cũng như là phục hồi cái tài liệu lưu trữ. Thì hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ lần tiếp theo.